Món đồ chơi hôm nay chúng ta sẽ review đó là gì? Vâng, sẽ là một đoạn đoàn tàu, các bạn nhìn thấy không? Sẽ là một đoàn tàu màu xanh nhá, cũng là màu xanh giống như bạn siêu xe màu xanh luôn. À, đây các bạn nhìn này. Đấy, đoàn tàu của chúng ta đây các bạn nhìn nhé. Đó, mới nguyên này, đó, các bạn nhìn này. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ nhìn bên ngoài này. Tàu của chúng ta bao gồm những cái gì đấy? Bao gồm có đầu tàu này, bao gồm có đuôi tàu này, là bao gồm có hai khoang ở giữa này. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bóc hộp và lắp ghép dây tàu nhá. Đây, đầu tiên thì mình sẽ phải bóc ra này. Mình sẽ bóc bằng cái này. Đó. Chắc. Rồi. Các bạn hãy để ý nhé. Chúng ta sẽ có cái gì bóc quà cho bóc một quà. Chúng ta sẽ có cái gì? Đây là đầu tàu này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đầu tàu này. À, nhìn rất là đẹp này. Bao gồm bốn bánh xe này để chạy trên các đường ray này. Đó. Đây có cả động cơ bên trong các bạn nhìn này. Tức là tàu này của mình có thể chạy được nhé. Các bạn nhìn nhé. Đó. Tiếp theo là gì? À, đây là một toa ở giữa của tàu này. Các bạn nhìn thấy không? Toa này chúng ta có thể chở hàng này, chở các con vật này, hoặc là chở người nhà trong nhé. Đó. Tiếp theo là gì? Tiếp theo cũng là một toa hàng. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Và cuối cùng là gì? Cũng là một cái toa. Toa này sẽ là nắp ở cuối nhé. Các bạn nhìn này, giữa mỗi một toa tàu sẽ có một cái móc này để giúp chúng ta kết nối cả đoàn tàu với nhau để chạy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hết các toa tàu ở đây này. Và tiếp theo là gì? Tiếp theo là các đường dây tàu. Chúng ta sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, 4 khúc cua của đoàn tàu này. Và chúng ta sẽ có hai thanh dây để lắp tàu. Các bạn nhìn thấy chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp dây tàu nhé. Các bạn nhìn này. Đó, mình sẽ để cái này ở ngoài này. Đó. Với những bạn nào mà chưa biết lắp dây tàu như thế nào, chúng ta sẽ để ý ở ngoài vỏ hộp nhé. Ở đây sẽ có hướng dẫn này. Đó là cái khớp này để chúng ta quặp hai toa tàu với nhau này. Đó, đây là khớp nối với các đường ray này. Và đây là cột đẹp toa tàu. Các bạn mở nắp toa tàu ra để cho kết nối nguồn điện này. Đó. Thế thì đầu tiên mình sẽ lắp dây tàu trước nhé. Mình sẽ để các bạn toa tàu ra bên này này. Đầu tiên sẽ là một thanh dây tàu này. Các bạn để ý nhé, mặt nào mà có những cái răng cưa như thế này này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, thì đây là mặt này là mặt ở trên. Mình sẽ ghép lại này. Đây các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy khớp nối chưa nhỉ? Hai cái đầu khớp nối này. Rồi, vậy chúng ta sẽ được một đoạn tàu rồi. Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo hết luôn sẽ là một đoạn đường thẳng này. Đó. Tiếp theo mình sẽ gấp thêm một đoạn đường thẳng ở bên này nữa. Đó.
mình sẽ nối lại để được một dây tàu hoàn chỉnh này. Vậy các bạn đã nhìn thấy chưa, là đó, chúng ta đã có một dây tàu hoàn chỉnh này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối các đoàn tàu lại với nhau nhé. Đầu tiên là đầu tàu này, đó. Con tàu này của chúng ta là chạy bằng pin. Vì vậy là đầu tiên các bạn sẽ cầm vào đây, mở nó ra. Đó, các bạn nhìn thấy có một chỗ để các bạn lắp pin. Bây giờ mình sẽ lắp quả pin vào nhé. Đây là một quả pin, mình sẽ lắp vào đây. Đấy tí, sau khi lắp xong mình sẽ đậy lại. Và các bạn để ý này, nó sẽ có các cái ngạnh này, và mình sẽ phải lắp cho nó đúng ngạnh này. Tiếp theo sẽ là một toa tàu này. Vậy thì để nối được vào toa tàu chính thì mình phải dùng một móc này. Các bạn nhìn này, nhìn nhé, các bạn móc vào đây này. Wow, đã được một toa rồi. Mình sẽ tiến hành đặt tàu lên dây này. Đó. Và sẽ là một toa tiếp theo. Tiếp theo là một toa nữa này. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ xem là đoàn tàu của chúng ta chạy như thế nào nhé. Chúng ta chuẩn bị 1, 2, 3, khai động này. Có vẻ pin của chúng ta chưa chạy. Năng là quả pin này của chúng ta hết pin các bạn. Đây, chúng ta sẽ thay một quả pin ở đây. Ok. Mình sẽ thử khởi động xem nhé. Chứ là điểm tiếp xúc của nó có vẻ là hơi yếu này. Nếu các bạn mở ra và các bạn thấy điểm tiếp xúc yếu này, thì các bạn hãy là do cái điểm tiếp xúc này của nó yếu quá các bạn.